Ukraina dựng pháo đài dưới lòng đất ở Bắc Bakhmut, Nga dồn dập tập kích. Ukraina đang gia cố phòng thủ tại nhà máy luyện kim Azom tại Bakhmut, trong khi có những khu vực nằm sâu dưới lòng đất 350m trong nỗ lực ngăn Nga kiểm soát trào lửa Donbass. Telegraph đưa tin, nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga đang tăng tốc tấn công nhà máy luyện kim Azom ở phía bắc Bakhmut, bắc mà Ukraina hy vọng có thể biến nó thành một thành trì mới. Một binh sĩ Ukraina đang chiến đấu ở Azom đăng đoạn video cho thấy bầu không khí căng thẳng tại đây. Nga đã tiến vào khu phức hợp nhà máy, chúng tôi đang cố gắng đánh bật họ, họ đã cố thủ trong đêm, chúng tôi đang cố gắng tấn công vị trí của họ, quân nhân giấu tên nói. Tình báo phương Tây cho hay, các binh sĩ Ukraine đang củng cố vị trí phòng thủ tại Azov trong nỗ lực kéo lực lượng Wagner vào đây để kéo dài cuộc chiến, làm tiêu hao nguồn lực và khí tài của đối thủ. Diễn biến này làm gợi ra trận Mariupol năm ngoái khi Nga bao vây nhà máy luyện kim Azubstan trong một tháng trước khi các quân nhân Ukraine ra hàng binh sĩ Ukraine đã ẩn náu trong các đường hầm kiên cố do các kỹ sư Liên Xô xây dựng bên dưới Azovstan trong một thời gian dài. Azov, một trong những nhà máy kim loại màu lớn nhất của Liên Xô cũ, cũng được xây dựng kiên cố để chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài giống như Azovstan. Nhà máy Azov được cho là có thể tồn tại ngay cả trong một cuộc xung đột hạt nhân. Có một hệ thống thông tin liên lạc ngầm và nó có nguồn nước và máy phát điện riêng, Ugrunprom, một trang web tin tức về kim loại của Ukraine đưa tin. Ngày 13 tháng 3, chuyên trang quân sự Avia Pro dẫn nguồn tin cho hay Wagner đang dồn dập tập kích vào khu vực dưới lòng đất của nhà máy Azov. Theo giới quan sát, việc chiến đấu dưới khu vực này rất thách thức vì nó nằm sâu dưới lòng đất 350 mét, khiến việc sử dụng tổ hợp pháo và phóng lựu bên trong trở nên khá rủi ro vì có thể làm sập công trình dưới lòng đất. Ngoài ra, các nguồn tin trên chiến trường nói rằng Wagner dường như đã tiến khá xa trong lòng công trình ngầm ở Azov mặc dù việc giành được quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực cầm này sẽ rất khó khăn nhưng nga không thể bỏ qua mục tiêu này Azov có hệ thống mạng lưới liên kết với các khu vực khác của bắc bút chừng nào ukraine còn kiểm soát nhà máy họ sẽ có khả năng phản công bất ngờ vào vị trí mà nga đang nắm giữ trên mặt đất theo bộ quốc phòng anh nga đã giành quyền kiểm soát khu vực phía đông bắc bút và đã tiến tới sông bắc bút ca giới tự nhiên với phía tây thành phố trận chiến kéo dài nhiều tháng đã biến bắc Mút trở thành một đống đổ nát cả nga và ukraine đều thiệt hại nghiêm trọng vì đều huy động lực lượng và nguồn lực để rằng co nhau từng mét đất tại trào lửa này. Mặc dù Nga đã bắt đầu khép vòng vây bắc mút từ các hướng, Ukraine vẫn chưa tuyên bố có ý định rút lui, nhấn mạnh họ muốn sử dụng trận bắc mút để làm tiêu hao lực lượng tinh nhuệ nhất của đối thủ. Dự đoán 3 chiến thuật của Mỹ trong trường hợp Ukraine tấn công Crimea nếu Mỹ quyết định hỗ trợ Ukraine chuẩn bị tấn công Crimea, thì họ sẽ làm như vậy theo ba cách. Sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Scott Ritter nói trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh YouTube Talking Freedom. Ông Scott Ritter nói, Mỹ hỗ trợ vận chuyển thiết bị, vũ khí và thông tin tình báo cần thiết để lên kế hoạch tấn công. Một kết luận như vậy có thể được rút ra từ những lời của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland. Sĩ quan tình báo Scott Ritter tóm tắt. Theo ông, những hành động như vậy có thể được coi là một tuyên bố chính thức Washington đã trở thành một bên trong cuộc xung đột Ukraine. Điều này sẽ chỉ làm tình hình thêm trầm trọng. Trước đó, phát ngôn của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Newland về cho thấy kế hoạch của Washington nhằm giải cứu Ukraine bằng cách can thiệp trực tiếp cho cuộc xung đột. Cựu cố vấn lầu năm gốc, đại tá Douglas McGregor tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh YouTube Tracking Freedom. Hồi trung tuần tháng 2, nhà ngoại giao Mỹ đã gọi các chủ thể quân sự trên bán đảo là mục tiêu hợp pháp của Ukraine. Bà cũng hứa rằng Nhà Trắng sẽ hỗ trợ chế độ Kiev theo hướng này. Dùng tiêu diệt ngăn quân Nga tiến lên ở Bamut Sông Batmutka cắt ngang thành phố Bamut trở thành dùng tiêu diệt, nên lính bắn tỉa Ukraine gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Nga tiến công. Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn an ninh tư nhân Ngao Wagner, cuối tuần trước tuyên bố lực lượng dưới quyền đang áp sát trung tâm thành phố Bamut ở miền đông Ukraine và chỉ cách tòa thể chính hơn 1 km. Tuy nhiên, Prigozhin thừa nhận tình hình ở Bamut vô cùng khó khăn và giao tranh diễn ra ác liệt khi lực lượng Wagner tiếp cận gần trung tâm thành phố. Bộ Quốc phòng Anh đánh giá chiến sự đang diễn ra dữ dội nhất ở khu vực trung tâm Bamut với tuyên tuyến chính là sông Bamutka, cắt ngang thành phố. Lực lượng Ukraine đang cố thủ ở nửa Tây Mút và đã phá hủy các cây cầu dựng sông Batmutka. Các tay súng bắn tỉa của họ có thể khai quả từ những tòa nhà kiên cố cạnh đó khiến khu vực trống trải rộng 200 đến 800 mét ở hai bờ sông trở thành dùng tiêu diệt, gây khó khăn cho các đơn vị Wagner, Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Phát ngôn viên lực lượng vũ trang Ukraine Olesen Stup ngày 11 tháng 3 cho biết nước này đã tiêu diệt 1090 lính, 8 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép và 4 hệ thống pháo của đối phương tại Ba Mút. Nếu được xác nhận đây sẽ là ngày giao tranh gây thiệt hại nặng nề nhất với Nga từ khi mở chiến dịch tấn công Ukraine, tuy nhiên quân đội Anh cảnh báo lực lượng Nga đang tiếp tục tìm cách tiến công từ hướng Bắc và Nam thành phố nhằm khép dòng dây và các tuyến hậu cần duy nhất kết nối ba mút với khu vực Ukraine kiểm soát ở phía Tây thành phố. Prigozhin tuyên bố yếu tố quan trọng nhất lúc này đối với các tay súng Wagner là được tiếp đạn đầy đủ và giữ đà tiến công, khẳng định tình hình đạn dược đã cải thiện nhưng vẫn đáng lo ngại. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 3 cho biết lực lượng của họ đang đẩy mạnh hoạt động quân sự ở Donetsk, khiến hơn 220 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Chiến dịch tiến công Bamut là trận đến kéo dài nhất của lực lượng Nga từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Đây được coi là đồng mối giao thông quan trọng tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bamut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk. Các đơn vị quân là một trong những mũi tiên phong của Nga trong chiến dịch tiến công thành phố Hormuz thời gian qua. Lực lượng Nga đã kiểm soát gần như một nửa thành phố và các dân cộng kiềm quanh Hormuz sau nhiều tuần giao tranh dữ dội. Quân đội Nga và các đơn vị quân đã kiểm soát khu vực phía đông Hormuz và dùng ngoại ô ở phía bắc, phía nam nhưng vẫn chưa bao vây được thành phố. Nga nói rằng giành được Hormuz sẽ tạo ra lỗ hỏng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và tạo ra tiến tới kiểm soát toàn bộ dùng công nghiệp Donbass. Quả thần HIMARS tập kích chính xác phá hủy cùng lúc hai pháo tự hành Nga. Một đoạn video được đăng tải đã ghi lại cảnh hai pháo tự hành 2S1 Vostika của Nga bị phá hủy sau đòn tập kích từ pháo phản lực HIMARS. Trang in ua hôm 12 tháng 3 đăng tải một đoạn video do các binh sĩ Ukraine quay, trong đó ghi lại cảnh hai pháo tự hành 2S1 Vostika cỡ nồng 122mm của Nga bị phá hủy sau đợt tập kích từ Ukraine tại khu vực Donetsk. Theo đoạn video trên, vũ khí được quân đội Ukraine sử dụng trong loạt tập kích này là các pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ. Hai pháo tự hành của Nga đã bị phát hiện bởi các máy bay không người lái UAV trinh sát của Ukraine. UAV này sau đó đã chỉ điểm cho pháo binh Ukraine khai quả quả thần HIMARS. Các pháo tự hành của Nga đã bị phá hủy chỉ sau một loạt đạn. Hai S-1 Vostika là lục pháo tự hành được thiết kế và chế tạo từ những năm 1960 dưới thời Liên Xô. Đặt trên khung cạnh cơ sở của xe bọc thép chở quân MTNLB, pháo tử hành này được trang bị một khẩu đại bác 2A18 cỡ nòng 122mm với mục tiêu tiêu diệt và chế áp lực lượng cơ động giao quả điểm bộ binh, phá quỷ công sự giả chiến bãi mìn và chiến ngay giờ cũng như chiến đấu chống lại các vũ khí hạng nặng của đối phương. Pháo tử hành 2S1 Vostika có chiều dài hơn 7m, rộng gần 3m, da nặng khoảng 16 tấn với trang bị động cơ da MZ-238N công suất 300 mã lực, pháo tự hành này có thể di chuyển với tốc độ lên tới 60 km h trong phạm vi 500 km. Ngoài ra, 2S1 Vostika còn có khả năng lội nước ở tốc độ 4,5 km h Bên cạnh Đại Bác 2A18, pháo tự hành 2S1 Vostika được trang bị lớp giáp dày tới 20mm cùng một số loại súng máy để yểm trợ tầm gần. Theo một số nguồn tin, tầm bắn của pháo tự hành này là 15,3 km và có thể lên tới 21,9 km nếu sử dụng đạn tăng tầm. Tại Ukraine, 2S1 Vostika thường xuyên được điều động đến các vùng chiến sự nóng bỏng như Kishin hay Donbass với mục đích yểm trợ quả lực cho các lực lượng Nga. Theo thống kê, quân đội Nga đang sở hữu khoảng hơn 600 tổ hợp 2S1 Vostika trong biên chế. Về HIMARS, đây là tổ hợp pháo phản lực cơ động cao do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tổ hợp này có tầm bắn khoảng 80 km đối với đạn pháo thông thường và có thể lên tới 300 km với tên lửa chiến thuật. Sau khi được Mỹ chuyển giao HIMARS, quân đội Ukraine đã liên tục tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường tiếp dựng và mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng Nga tại Ukraine. Chính vì uy lực mạnh mẽ của HIMARS, quân đội Nga đã thành lập một mạng lưới đặc dụng dày đặc với nhiệm vụ truy tìm và phá hủy các pháo phản lực này.